thành phố Hồ Chí Minh sửa tượng đài An Dương Vương và tượng đài công nhân. Nông dân bội thu nhờ trồng mãng cầu bán dịp Tết. Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự ít nhất 10 nghi phạm liên quan đến vụ khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ. Bắt hai người có lệnh truy nã quốc tế trong đường dây mua bán hơn 1 tấn ma túy. Tông ngã hàng loạt mannequin, nam thanh niên rời khỏi hiện trường vì tưởng đã gây thảm kịch. Câu chuyện độc đáo hôm nay là những hình ảnh về chiếc xe cà phê bảo vệ môi trường của một chàng cử nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao thành phố về quản lý tu sửa tôn tạo công trình tượng đài An Dương Vương và tượng đài công nhân. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 5 thực hiện quản lý tu sửa tôn tạo công trình tượng đài An Dương Vương theo đúng quy định. Sở Văn hóa Thể thao thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn. Tượng đài An Dương Vương có vị trí tiếp giáp quận 5 và quận 10. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 5 đang thực hiện chăm sóc cây xanh khu vực vòng xoay tượng đài. Hiện tượng đài có dấu hiệu cũ và xuống cấp. Có thời điểm người dân phản ánh có cây xanh mọc lên từ các khe nứt của tượng và lo ngại khi cây lớn sẽ làm sụp vỡ tượng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân quận 10 thực hiện quản lý tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài công nhân. Tượng đài này có vị trí tiếp giáp quận 3 và quận 10. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 10 đang quản lý chăm sóc cây xanh khu vực tượng đài. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều nông dân trồng mãng cầu ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa áp dụng thành công các biện pháp kỹ thuật để quả cho thu hoạch đúng vào dịp Tết. Giá cả cao, tiêu thụ tốt đã giúp bà con thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Đây là trang trại trồng mãng cầu của ông Ngô Quốc Dũng tại xã Hòa Quang Bắc. Hiện ông Dũng trồng 2,5 hectare mãng cầu. Mãng cầu trái to, bình quân cứ 4 trái cho trọng lượng 1 kg, đặc biệt có những quả nặng đến 0,5 kg. Nhiều tiểu thương đã đến tận trang trại để đặt mua mãng cầu với giá 45.000 đồng 1 kg và theo bà con càng gần Tết giá mãng cầu có thể còn cao hơn. Mình đỡ xử lý cho nó ra hoa từng thời điểm thì mình phải cắt tỉa cây. Bây giờ là mình đã cho nó ra trái cái vụ lúa đầu tiên là cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch. Rồi còn một lúa nữa là nó trúng trong dịp Tết Nguyên Đán và một lúa nữa nó sẽ trúng ngoài Tết Nguyên Đán đến tháng 3 nó mới hết mùa mãng cầu. Mình đã chia ra đất trong thời gian trong năm. Không riêng trang trại của gia đình ông Ngô Quốc Dũng, 15 hectare mãng cầu của 30 hộ dân trong tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc đều cho trái vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến với năng suất dự kiến khoảng 20 hectare một tấn. Sau khi bắt đầu thành lập tổ hợp tác này thì bà con nói chung thì cũng được sự của các ngành các giới người ta hỗ trợ rất nhiều, nhất là coi như là mở nhiều cái lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật. Từ đó bà con nắm bắt được và coi như hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau, rồi người làm được cái này người làm cái kia rồi trao đổi với nhau đó, rồi cùng nhau phát triển lên đó, rồi làm thế nào cho cái vườn cây của mình ngày càng hiệu quả hơn, thu nhập nó ngày càng cao hơn. Được tiêu thụ mạnh vào dịp Tết, thế nên mãng cầu thu hoạch đúng dịp Tết sẽ mang lại thu nhập cao cho nông dân, trong khi mãng cầu không phải là cây, đòi hỏi phải đầu tư chăm sóc nhiều. Hiện nay là cái diện tích mãng cầu là rất là lớn, nhưng mà bà con trong cái quá trình mà canh tác thì bà con lại là cắt cây, tỉa cành, chăm sóc và cho ra là nó trái vụ, cho nên là vụ nào thì cũng có cái trái mãng cầu đỡ mà bán ra ngoài chợ. Tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa hiện có hơn 33 hectare đất sản xuất, chủ yếu là trồng các loại cây ăn quả như mãng cầu, mít, đu đủ, bưởi. Mô hình trồng mãng cầu đang hướng theo mô hình sản xuất nông nghiệp sạch Việt Gáp. Đây là cơ sở để sản phẩm đi xa hơn trên thị trường, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Dù chưa đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, nhưng nhiều ngày qua, làng Khô Nhái hay còn gọi là Vũ Nữ Chân Dài ở huyện Tịnh Biên đã cháy hàng. Khô Nhái còn được gọi với tên mỹ miều là Vũ Nữ Chân Dài, được xem là đặc sản vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long vài năm trở lại đây.
Ông Nguyễn Văn Liền, chủ cơ sở khô nhái Hai Liền, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng gần cả tháng nay, gia đình ông làm khô nhái không đủ cung ứng cho thị trường. Nếu như lúc trước, ông và con trai ông mỗi đêm đi khắp nơi ở hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, có thể thu mua được 50-60 ký nhái tươi về làm khô, hiện chừng 20-30 ký nhái tươi một đêm. Vì khan hiếm nhái nguyên liệu, nên người làm khô nhái đã giành giật nhau mua đẩy giá nhái nguyên liệu lên 50.000 đồng một ký nhái tươi, lúc trước chỉ 30.000 đồng một ký. Sau đó thuê người làm nhái với giá 7.000 đồng một ký. Trung bình 4 ký nhái tươi làm sạch cho ra một ký nhái khô bán với giá 450.000 đồng một ký. Con nhái sau khi làm xong chỉ cần ướp đường, bột ngọt, nước mắm và ớt rồi phơi nắng trong ngày là thành khô nhái. Đa số khách hàng thích loại nhái nhỏ vì có thể ăn luôn xương. Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ đặt hàng nhiều nhưng vì khan hiếm nhái nên các cơ sở không dám nhận đơn hàng. Tiếp theo chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nhóm tín dụng đen khống chế con nợ, rạng sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm các thủ tục tiến hành tạm giữ hình sự ít nhất 10 nghi phạm liên quan đến việc khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ. Trước đó, vào tối ngày 21 tháng 12, một nhóm người được công an xác định là nhóm tín dụng đen đã vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, thành phố Biên Hòa, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện, để đòi nợ. Sau đó, Công an Đồng Nai đã huy động cả lực lượng của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ để vây bắt các nghi phạm trong nhiều giờ, đồng thời thực hiện khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của nhiều người bị tình nghi nằm trong ổ tín dụng đen. Sau nhiều giờ lấy lời khai, công an đã tiến hành tạm giữ hình sự ít nhất 10 nghi phạm, trong đó có 2 phụ nữ để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Vừa qua, Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế người Đài Loan liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển trái phép 1.150 kg ma túy. Theo đó, khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp, lực lượng chức năng Việt Nam đã rà soát phát hiện tên Tiên Đặng Thiên, sinh năm 1956 và Chen Chi Seong, Trần Chí Hùng, sinh năm 1963 cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc đang xuất hiện ở một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh nên phối hợp bắt giữ. Đây là 2 người trong đường dây mua bán vận chuyển 1.150 kg ma túy vùng Tam Giác Vàng qua các nước Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và đã bị cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc bắt giữ cuối năm 2018. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 người này để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang truy tìm nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn hy hữu trên đường DT-769. Sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên thấy nhiều mannequin dưới đất, tưởng mình đã gây ra thảm kịch. Theo đó, rạng sáng ngày 21 tháng 12, người dân nghe tiếng động mạnh trên đường. Khi chạy ra xem thì thấy một xe máy bị gãy đôi, nằm trên vỉa hè. Tại hiện trường, rất nhiều mannequin bị tông gãy nằm la liệt, chiếc xe máy gần như hư hỏng toàn bộ. Tuy nhiên, người dân tìm kiếm nhưng không thấy người đi xe máy đâu. Theo một người chứng kiến, lúc xảy ra tai nạn, nam thanh niên đi xe máy đã đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy quá nhiều mannequin nằm dưới đất, trong lúc hoảng loạn, tưởng đã gây thảm kịch nên nhờ bạn bè chở đi khỏi hiện trường. Thưa quý vị, ly giấy, quai sách lục bình, ống hút giấy và khẩu hiệu bảo vệ môi trường là những gì góp phần tạo nên sự đặc biệt ở một chiếc xe bán cà phê. Chủ nhân xe cà phê độc đáo này là anh Phạm Chí Mỹ, 28 tuổi, quê Quảng Ngãi. Cầm trên tay tấm bằng cử nhân trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Mỹ lại từ bỏ công việc ổn định để chọn con đường khởi nghiệp bằng nghề bán thức uống, đó là cà phê. Ngoài đường, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bán cà phê, nhưng xe cà phê của anh Mỹ đặc biệt hơn cả, đó là anh ưu tiên sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường, dễ phân hủy. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh Mỹ, quý vị nhé! Hơn 3 tháng nay, cứ 6 giờ sáng là người ta lại thấy chàng thanh niên này cùng với xe cà phê đứng tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cao Thắng. Anh Mỹ sử dụng ly, ống hút bằng giấy, quai sách làm bằng lục bình. Tuy những thứ này đắt hơn đồ nhựa, nhưng ly cà phê của anh vẫn bán với giá bình dân từ 13 đến 15 ngàn đồng. Với anh Mỹ, bán cà phê không chỉ là nghề sinh nhai, mà cao cả hơn là anh muốn lan tỏa thông điệp, kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Cái mô hình này mình ra đời là mục đích là để cho mọi người nhìn vào và ý thức hơn về cái việc sử dụng nhựa hiện nay. Giảm thải, giảm cái việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và
gọi là thay đổi cái thói quen sống của mình hiện tại, có thể là giảm được nhiều nhựa hơn, có thể là tiết chế lại, hoặc là tối đa cái việc sử dụng các sản phẩm nhựa một lần này và giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch hơn, đẹp hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Mỹ có 2 năm làm lập trình viên ở công ty tư nhân. Tuy nhiên, công việc không khiến anh hứng thú nhiều, nên anh quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê bán cà phê. Lúc đầu anh Mỹ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Sau một thời gian hoạt động, xe cà phê của anh nhận được sự ủng hộ của nhiều người đi đường, nên gia đình cũng bớt lo lắng. Tại vì mỗi ngày mình đi làm đường này á, mình đi ngang dừng đèn đỏ ở đây thì mình thấy xe cà phê này. Mình có uống thử một lần thì thấy chất lượng cũng ok. Nói chung nhìn cái hình thức cà phê này mình thấy cũng hay, nên mình ủng hộ là bảo vệ môi trường, được xài những cái ly giấy, những cái ốc hút làm từ gạo. Nói chung là những cái quai sách làm bằng lục bình ấy, thì mình thấy nó cũng là hay, nó có cái ý nghĩa bảo vệ môi trường. Chạy ngang đây và vô tình thấy xe cà phê này đó, nó rất là hay, thấy nó lạ nên vào mua một ly cà phê này. Thì thấy có cái vai này nó rất là bảo vệ cho môi trường, cái ống hút và từ cái ly nữa. Đây là một cái công việc mà rất là nhân văn, hướng tới cái bảo vệ môi trường của mình. Cảm nhận của anh thì thấy đây là một cái mô hình rất là thân thiện với môi trường nè, rất là tốt cho cái hướng mà phát triển về môi trường ở Việt Nam này. Hiện anh Mỹ đã phát triển thêm 2 xe cà phê tương tự ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng. Vấn đề trăn trở đối với anh Mỹ bây giờ là tìm vật liệu thay thế cho nắp nhựa trên ly cà phê, tuyệt đối không sử dụng đồ nhựa một lần khi đưa đến tay người tiêu dùng. Anh đã từng thử qua nhiều nguyên liệu thiên nhiên khác để thay thế nhưng vẫn chưa thành công. Về những dự định tương lai với xe cà phê của mình, anh Mỹ ấp ủ sẽ phát triển thành hệ thống nhiều xe cà phê xanh bảo vệ môi trường ở nhiều ngã đường khác nhau trong thành phố. Và lớn hơn là anh sẽ trích một số tiền từ việc bán cà phê để gây quỹ ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở bệnh viện. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.